Chào các quý vị nhà đầu tư, hiện tại em Thiện đang có mặt tại Trung Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình anh chị nhá. Ngày hôm nay thì xin gửi tới đến quý vị anh chị một lô đất rất là đẹp anh chị nhá. Sổ sách em đang cầm ở trên tay anh chị nhá, được chủ nhà gửi bán độc quyền anh chị ạ. Vị trí lô đất của mình là tại Trung Sơn, Lương Sơn anh chị nhá. Từ vị trí này cách BC khoảng tầm 38 km thôi anh ạ. Và vị trí lô đất của mình anh chị nhá, ranh giới lô đất của mình ở bên tay phải của em Thiện rồi anh chị nhá. Từ là ranh giới là từ cái nhà cấp 4 anh chị nhá. Đây ạ. Kéo dài anh chị nhá, mặt tiền bám đường rất là dài, khoảng tầm 74 chị nhá, 74 mét mặt tiền. Đến cái bụi tre bên kia anh chị nhá, cái bụi tre đâm sâu vào anh chị nhá. Đấy, bên này anh chị ạ. Diện tích là 1926 anh chị nhá, trong đó thì có 400 mét đất ở anh chị ạ. Bám trục chính anh chị nhá, bám trục chính này luôn ạ. Trục chính thôn anh chị nhá. Vị trí trung tâm dân cư hiện hữu anh chị ạ. Từ vị trí này ra quốc lộ Hồ Chí Minh đâu đó khoảng tầm 101 km thôi anh chị nhá. Vị trí này cực kỳ đẹp ạ, không khí trong lành mát mẻ, đầu tư thì quá tiềm năng anh chị ạ, giá cực kỳ rẻ luôn, cực kỳ hời luôn anh chị nhá. Quý vị anh chị ở cần thêm thông tin thì liên hệ ngay với em qua số điện thoại phía trên anh chị nhá. Cảm ơn anh chị.